sau khi peel da nhớ làm 5 điều này để đạt hiệu quả da căng bóng mịn màng hơn nhé. Peel da là một phương pháp dùng các loại axit mạnh để thoa trực tiếp lên da, từ đó loại bỏ đi lớp sừng già cỗi ở bên ngoài, tái tạo lớp da mới hồng hào và sáng mịn hơn. Để đạt hiệu quả đó thì việc chăm sóc da sau peel vô cùng quan trọng. Thứ nhất là làm sạch da đúng cách. Sau peel da yếu và dễ bị tổn thương hơn. Vì thế chị em hãy làm sạch da bằng các loại tẩy trang dạng nước dịu nhẹ, không dùng dầu hay sáp tẩy trang. Sau đó hãy rửa mặt với sữa rửa mặt có thành phần cho da nhạy cảm, không chứa các chất tẩy rửa mạnh, không phải dùng dạng hạt để làm sạch nhẹ nhàng hơn. Thứ hai là không dùng tẩy tế bào sừng. Da sau peel rất dễ yếu và mỏng nên không thể chịu được các chất tẩy rửa mạnh. Việc dùng tẩy tế bào sừng trong thời điểm này có thể gây ra các kích ứng không mong muốn. Hãy để da phục hồi và ổn định mới quay lại dùng tẩy tế bào sừng nhé. Thứ ba là dùng các tinh chất nuôi dưỡng và tái tạo da. Sau peel da là thời điểm vàng để bổ sung các tinh chất nuôi dưỡng, phục hồi và thúc đẩy quá trình tái tạo da. Chị em nên chọn các thành phần để kích thích tăng sinh collagen như peptide, ceramide, vitamin E hay là các thành phần làm dịu da như HA, B5. Và thứ tư là bổ sung độ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da với kem dưỡng. Da sau peel dễ bị tổn thương, kích ứng với mỹ phẩm và dễ bị khô căng, bong chóc hơn bao giờ hết. Do đó, việc sử dụng kem dưỡng ẩm để bổ sung dưỡng ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ da là vô cùng cần thiết. Và thứ năm là không quên sử dụng kem chống nắng. Bảo vệ da trước tia UV sau khi peel là vô cùng quan trọng. Để tránh các tình trạng da bị sạm đen xỉ màu, nên chọn các loại kem chống nắng có SPF lớn hơn 30 và bôi ít nhất 2 lần trên một ngày. Và cần che chắn cẩn thận để bảo vệ da tốt hơn nhé.